Xin chào anh em nhé. Hôm nay Hải sẽ hướng dẫn cách mọi người mà chia đôi hai màn hình khi mà chơi game. Chúng ta dùng máy tính bình thường làm việc bình thường á, thì cái việc mà kết nối hai màn hình thì nó rất là dễ dàng để mà chia ra hai thứ, chia hai màn hình, hai không gian màn hình để mình làm cho nó rộng hơn. Thế thì nhưng mà câu chuyện là khi mà mình chơi game nữa thì việc chia hai màn hình nó cũng sẽ phức tạp hơn một chút. Thế thì bây giờ mình sẽ đi từng bước nha. Đầu tiên là mình sẽ chia hai màn hình. Điều đầu tiên mình sẽ bấm vào chuột phải vào Display Setting. Thì trong này sẽ có là dạng là Identify, thì nó sẽ nhận biết là cái màn nào là một, màn nào là hai. Thì ở đây bên trái là một, bên phải là hai. Và nếu mà để làm việc bình thường thì chúng ta sẽ là để dạng dạng Extend Display như này. Extend Display thì mình sẽ thấy là hai màn như thế này. Nó sẽ là ví dụ bên trái này là màn giao diện chính, phụ, còn lại làm việc bên này chính chẳng hạn. Thì Hải sẽ để bên này là bên trái, còn lại bên này là mình sẽ làm chính, còn bên này sẽ là mở file thôi. Chúng ta cũng có thể là đảo hai cái này xuôi ngược với nhau. Trường hợp mà những cái icon này nó nằm bên ở bên màn thứ hai thì chúng ta sẽ bấm lựa chọn là hai này, bấm make này. Thì lúc này nó sẽ nằm ở bên hai, tức là cái giao diện icon này nó sẽ nằm ở bên chính này làm việc này, còn lại không thì mình sẽ hải thay thì hay dùng là để một chọn max này thì nó sẽ mặc định bên một màn một này, màn màn hai mình chỉ để làm việc thôi. Rồi tương tự thế duplicate thì đồng nghĩa là hai màn giống hệt nhau. Duplicate đây mọi người sẽ nhìn thấy là hai màn giống hệt nhau đó. Còn lại là chúng còn lại là nếu mà show một hoặc hai thì nó sẽ chỉ hiển thị một và hai. Rồi thì đầu tiên là Hải sẽ để extend này và chọn max này. Rồi ok, thế thì khi mà chọn như này và khi mình bật game lên, khi mà bật game lên thì nó hiện tại nó vẫn đang nhận một màn hình thôi. Thế thì bây giờ mình sẽ setting tiếp, setting tiếp bằng cách là Hải sẽ setting tiếp là mình sẽ chọn cái Nvidia setting này. Đấy, click vào ở trong cái phần mà config surround này, chúng ta sẽ tích vào cái span config và bấm config đây. Đấy, và mình sẽ tích chọn là cái tên của hai màn đó, nghĩa là trên dưới thì sẽ là để trên dưới như này, còn lại là ngang dọc thì sẽ để như này. Rồi bây giờ tạm thời Hải sẽ cứ ở đây, nó sẽ lấy tham số của hai màn cộng lại là 3840 nhân 1080 và tần số cao nhất là 60 Hz của cái màn này. Nó không lên được tần số của 75 Hz của cái màn kia. Và bấm tạm thời bấm là Enable Surround. Chờ chút nó chạy. Đây là hiện tại thì nó đang hơi ngược này, cái di chuyển của Hải nó đang hơi ngược này. Nên là bây giờ mình sẽ bật game lên test. Đấy thì đồng nghĩa game hiện tại nó đang hơi ngược này, nó nhận biết một và hai ngược nhau này. Thế thì bây giờ lại setting tiếp, nó chính là do một hai nó đang ngược với lại nhận biết hai một ở đây, là mình sẽ kéo lại cái vị trí này và apply di chuyển đúng này, từ trái qua phải là chuột di chuyển đúng này đó. Đây là cái trường hợp mà khi mà phân giải hiện tại nó đang nhận hai màn rồi nhưng mà nó lại đang vẫn cái game nó vẫn đang nằm ở giữa, tức là độ phân giải ở đây nó chưa nhận, nên là mình sẽ cần phải setting trong cái Esocosa một chút. Game này nó hiện tại nó đang nhận là ở giữa, nó chưa full hết màn hình, thì chúng ta sẽ vào phần option chọn phần video. Video thì ở đây nó như mọi người nhìn thấy là nó sẽ đang nhận 1920, tức là nó mới nhận một nửa so với hai màn cộng lại. Thì bây giờ mình sẽ tăng lên là của nó là 3840, sẽ bằng nhân đôi hai cái màn hình và bấm apply confirm apply. Thì đấy, thì bây giờ như mọi người nhìn thấy là cái màn game của mình nó sẽ nhận được full cả hai màn. Cái này sẽ phải kiếm cái ấy thôi và bắt đầu đua thôi. Rồi xong single ở đây. Đấy, bây giờ bắt đầu là vào đua thì nó sẽ hiển thị như này. Chắc là sắp tới sẽ phải kiếm cái màn viền mỏng hơn. Cái con màn LG bên phải kia viền nó dày quá.
nên là nó hơi bị khuất. Anh em thấy nó vô lăng nó zoom đấy, motor nó rung đấy. Rồi, cơ bản setting đã xong, cho anh em chơi game đua xe vui vẻ. Nhớ đăng ký kênh nhá. Bye bye anh em.